Trở lại đạp gió, Chipu xuất hiện với bộ váy rạng rỡ thừa nhận với fan một điều khiến ai cũng khen hết lời. Vừa mới đây, Chipu đã xuất hiện trở lại đạp gió 2023. Cô cũng sẽ cùng Amber chuẩn bị cho chương trình lễ tốt nghiệp không giới hạn sắp tới sát ngày nghi hình đạp gió. Và anh sẽ nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió bay thoáng qua. Hãy đưa đôi tay anh nắm, hãy cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm. Hãy đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi nhắm. Nhưng cũng chỉ vì thế nên em lánh xa anh quá lạnh lùng. Cười kề nhau nhưng sao lại giống như mình cách xa nhau đến muôn trùng. Phải làm sao cho anh được sống như ngày đó vui đùa chẳng ngại ngùng. Và điều anh làm khi ấy là sai hay là đúng? Trong trang phục màu xanh nhạt với những chiếc nơ hồng trên cút áo, Chipu đốn tim các fan hâm mộ với bộ ảnh cực ngọt ngào. Tuy nhiên, Chipu để lại bình luận dưới những bức ảnh và thừa nhận rằng mình đang bị tăng cân. Các fan cũng có những hồi đáp đáng yêu như: bạn không béo chút nào, tôi thích dáng người khỏe mạnh của bạn, bạn rất ngọt ngào và đáng yêu. Ngày 11 tháng 7, Mango TV đã công bố đội hình các nghệ sĩ tham gia trong chương trình lễ tốt nghiệp không giới hạn. Chipu và hai thành viên khác của nhóm đạp gió 2023 là Amber và Maria. Chipu sẽ cùng Amber biểu diễn ca khúc Gió Thổi Mùa Hạ Không Còn Là Đối Thủ mà hát cùng nhau trên sân khấu. Điều này làm cho fan hâm mộ rất háo hức vì cuối cùng họ đã có cơ hội chứng kiến sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ này sau nhiều duyên nợ trong đạp gió 2023. Ngoài Chipu, lễ tốt nghiệp không giới hạn còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Henry, Lưu Vũ Ninh, Triệu Kim Mạch. Mặc dù đạp gió 2023 vẫn chưa kết thúc, Chipu đã nhận được lời mời tham gia show mới. Điều này khiến fan rất vui mừng vì cô được mở rộng tài nguyên tại xứ tỷ dân và hứa hẹn sẽ có nhiều thành công với trung tiến của mình. Tuy nhiên, việc lễ tốt nghiệp không giới hạn diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 16 tháng 7, tức là trước ngày ghi hình cho đêm chung kết đạp gió 2023. Điều này khiến nhiều fan lo lắng rằng Chipu, Amber và Maria sẽ phải cố gắng để luyện tập cho cả hai đêm diễn quan trọng. Tuy nhiên, việc tham gia nhiều chương trình trước, trong và sau khi ghi hình đạp gió 2023 đã giúp Chipu duy trì sự tăng cường và tăng cường độ nhận diện của mình với công chúng.